Sống đúng, sống đẹp. Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina. Thứ hai, 27 tháng 12, 2021. Tập 46. Từ số 814. Số 814. Hôm nay tôi hiệp lễ và chỉ tham dự được một phần thánh lễ mà thôi. Lạy bánh hằng sống, tất cả sức lực của con là ở nơi Chúa. Nếu không được hiệp lễ, chắc con khó mà sống nổi hết ngày hôm nay. Bánh thánh là khiên thuẫn cho con. Lạy Chúa Giêsu, không có Chúa, con không biết phải sống thế nào. Số 815. Chúa Giêsu, tình yêu của tôi, hôm nay đã cho tôi hiểu biết người yêu thương tôi dường nào. Mặc dù có một vực thẳm sâu rộng ngăn cách đôi đàng giữa tạo hóa với thụ tạo, tuy nhiên trên một phương diện nào đó vẫn có một điều gì tương xứng, tình yêu lấp đầy vực thẳm cách ngăn. Chính Chúa đã hạ cố đến với tôi và cho tôi được kết thân với người. Tôi dìm mình trong Chúa, có thể nói là mất hút trong người, tuy vẫn ở dưới ánh nhìn đầy yêu thương của người. Linh hồn tôi tìm được sức mạnh, năng lực và biết rằng mình đang yêu mến, và nhất là cũng đang được mến yêu. Tôi biết Đấng toàn năng bảo vệ tôi. Lời cầu nguyện như vậy dù ngắn ngủi nhưng đem lại lợi ích lớn lao cho linh hồn. Tất cả các việc cầu nguyện bình thường không đem lại cho linh hồn nhiều ánh sáng, cho bằng một lúc cầu nguyện nồng thắm nhưng ngắn ngủi này. Số 816. Chiều nay, lần đầu tôi được thư giãn ngoài trời. Tại hành lang có ánh nắng của dưỡng được, chị Felicia hôm nay đến thăm tôi, đem theo một ít vận dụng cần thiết và vài chai táo thật ngon, cùng những lời thăm hỏi của mẹ bề trên với các chị em yêu dấu. Số 817. Khi nhớ ra, đã hơn 3 tuần mà chưa được xưng tội, tôi bật khóc khi nhìn thấy tội lỗi và một số khó khăn của mình. Tôi không thể xưng tội vì hoàn cảnh không cho phép. Vào ngày xưng tội định kỳ, tôi bị liệt giường. Tuần sau đó, buổi xưng tội rơi vào buổi chiều, nhưng sáng hôm đó tôi đã phải đi bệnh viện. Chiều nay, cha Andras vào phòng và ngồi giải tội cho tôi. Trước đó, chúng tôi không trao đổi với nhau một lời nào. Tôi hết sức vui mừng vì đang nóng lòng muốn được xưng tội. Như thường lệ, tôi đã bộc bạch hết linh hồn mình. Cha đã giải đáp tường tận cho từng điều. Tôi cảm thấy được hạnh phúc phi thường vì có thể thổ lộ mọi sự. Về việc đền tội, cha bảo tôi đọc kinh cầu thánh danh Chúa Giêsu. Khi tôi đang định trình bày về khó khăn khi đọc kinh cầu này, thì Ngài đã trỗi dậy và ban phép xá giải cho tôi. Bỗng nhìn, thần thái cha trở nên sáng láng và tôi thấy không còn phải là cha Andras mà là Chúa Giêsu. Y phục của Chúa trắng ngời như tuyết và người liền biến đi. Lúc đầu tôi hơi áy náy, nhưng sau đó một niềm bình an ngập lút linh hồn và tôi nhận ra Chúa Giêsu giải tội tương tự như các linh mục khác. Tuy nhiên,
một thần lực kỳ diệu đã thấu nhập vào lòng tôi lúc đang xưng tội. Thoạt đầu, tôi không hiểu điều ấy có ý nghĩa gì. Số 818. Ngày 16 tháng 12, tôi dâng ngày hôm nay để cầu cho nước Nga. Tôi đã dâng mọi đau khổ và kinh nguyện của tôi để cầu cho đất nước đáng thương ấy. Sau giờ hiệp lễ, Chúa Giêsu phán với tôi: Cha không thể chịu đựng đất nước ấy nữa. Hỡi ai nữ của cha, con đừng trói tay cha lại nữa. Tôi hiểu rằng nếu không nhờ lời cầu nguyện của các linh hồn đẹp lòng Chúa, cả đất nước ấy có lẽ đã bị hủy diệt ra không. Ôi, tôi đau khổ biết bao vì đất nước đã xua đuổi Thiên Chúa ra khỏi các biên cương. Số 819. Ôi nguồn suối bất tận lòng thương xót Chúa, xin trào đổ xuống cho chúng con. Lòng thương xót Chúa không biết giới hạn. Lạy Chúa, xin khẳng định sức mạnh lòng thương xót Chúa trên vũng sâu hư hèn của chúng con, vì Chúa không giới hạn những hành vi thương xót. Lòng thương xót Chúa diệu kỳ khôn sánh, làm ngỡ ngàng tâm trí nhân loại và thiên thần. Số 820. Thiên thần bản mệnh bảo tôi cầu nguyện cho một linh hồn kia. Và đến sáng, tôi biết đó là linh hồn của một người đã bắt đầu hấp hối ngay từ thời điểm ấy. Chúa Giêsu cho tôi được biết một cách đặc biệt khi có người cần đến lời cầu nguyện của tôi. Tôi đặc biệt được thông tri khi có một linh hồn hấp hối cần tôi cầu nguyện. Điều này hiện giờ thường xảy ra hơn trước kia. Số 821. Chúa Giêsu cho tôi biết linh hồn nào sống theo thánh ý Thiên Chúa sẽ làm cho người được thỏa lòng. Vì vậy, họ đem lại vinh quang rạng ngời cho Thiên Chúa. Số 822. Hôm nay tôi đã hiểu, cho dù chưa hoàn thành được một phần nào trong những công việc Chúa đang yêu cầu đi nữa, tôi vẫn được ân thưởng như đã chu toàn tất cả. Bởi vì Thiên Chúa nhìn vào ý hướng của tôi khi khởi sự. Cho dù hôm nay Chúa có gọi tôi về với người đi nữa, công cuộc cũng không vì đó mà dang dở. Vì chính người là Thiên Chúa của công việc cũng như của người làm việc. Phần tôi là phải yêu mến Chúa đến điên cuồng. Mọi công việc không khác gì một giọt nước bé nhỏ trước mặt người. Chính tình yêu mới có ý nghĩa, sức mạnh và công trạng. Chúa đã mở toang những chân trời mênh mông cho linh hồn tôi. Tình yêu lấp đầy những vực sâu khiếm khuyết. Số 823. Ngày 17 tháng 12 năm 1936, tôi dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho các linh mục. Tôi đã chịu nhiều đau khổ hơn bao giờ hết, cả trong lẫn ngoài. Tôi không hiểu nổi vì sao trong một ngày mà lại có thể chịu đựng nhiều đến thế. Tôi cố gắng làm một giờ thánh, nhưng đến nửa chừng, linh hồn tôi đã cảm nghiệm nỗi đắng đót của vườn cây dầu. Được tay Chúa đỡ nâng, một mình tôi chiến đấu với tất cả những khó khăn trước mắt như những bức tường không sao vượt nổi. Nhưng tôi tín thác vào quyền năng thánh danh Chúa và không hãi sợ gì.
số 824. Tại nơi cô tịch này, Chúa Giêsu là tôn sư của tôi, chính người giáo dục và chỉ dẫn cho tôi. Tôi cảm thấy mình là đối tượng của hành động đặc biệt của người. Vì những mục đích cao vời và những định lệnh khôn dò, Chúa liên kết tôi với người một cách đặc biệt và cho tôi được đi sâu vào những mầu nhiệm tuyệt vời của người. Có một mầu nhiệm liên kết tôi với Chúa mà không ai, kể cả các thiên thần, có thể biết được. Và cho dù muốn kể ra, tôi cũng không biết phải diễn tả bằng cách nào. Tuy nhiên, tôi sống và sẽ theo đó mà sống mãi. Mầu nhiệm này tách biệt tôi với mọi linh hồn khác ở đời này cũng như ở đời sau. Số 825. Ôi, ngày sáng láng rạng ngời, ngày mà mọi mơ ước của tôi sẽ được thực hiện. Ôi, ngày ước mong nao nức, ngày sâu cùng của cuộc đời tôi. Tôi hân hoan ngóng chờ nét vẽ cuối cùng của vị họa sĩ thần linh nơi linh hồn tôi. Nét vẽ đem lại cho linh hồn tôi một vẻ xinh đẹp cá biệt, phân tách tôi với vẻ đẹp các linh hồn khác. Ôi, ngày tuyệt vời, ngày tình yêu thần linh sẽ được khẳng định nơi tôi. Vào ngày đó, lần đầu tiên trước cả đất trời, tôi sẽ cất tiếng hát vang bài ca tán dương lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Đây là công việc và sứ mạng Thiên Chúa đã tiền định cho tôi ngay từ khởi thủy thế giới. Để bài ca của linh hồn con được đẹp lòng Thiên Chúa Ba Ngôi, con xin Chúa, lạy Thánh Thần Thiên Chúa, hãy hướng dẫn và đào luyện linh hồn con. Con tự trang bị cho mình lòng nhẫn nại để chờ đợi Chúa đến. Lạy Thiên Chúa nhân lành, còn về những đau đớn kinh khủng và nỗi sợ hãi cái chết, lúc này hơn bao giờ hết, con tín thác nơi vực thẳm thương xót Chúa. Lạy Chúa Giêsu từ nhân, đấng cứu độ dịu dàng, con xin thưa lại với Chúa về tất cả những lời Chúa đã hứa với con. Số 826. Sáng nay, tôi đã làm một cuộc mạo hiểm. Đồng hồ của tôi bị hỏng và tôi không biết giờ để thức dậy. Tôi sợ nếu nhỡ không được hiệp lễ thì quả thật khốn khổ. Trời tối đen như mực, thành ra tôi không có cách nào để biết đã đến giờ thức dậy hay chưa. Tôi thay đồ, nguyện gẫm và đi lên nhà nguyện, nhưng tất cả vẫn khóa chặt, khắp nơi còn tĩnh mịch. Tôi đắm mình trong cầu nguyện, nhất là cầu cho các bệnh nhân. Giờ đây tôi biết các bệnh nhân rất cần lời cầu nguyện. Rốt cuộc, cửa nhà nguyện cũng được mở ra. Tôi thấy rất khó khăn mới cầu nguyện được, bởi vì đã quá kiệt sức và ngay sau khi hiệp lễ tôi lập tức trở về phòng. Lúc đó, tôi thấy Chúa và người phán bảo tôi: Hỡi anh nữ của cha, con hãy biết rằng lời nhiệt thành của tâm hồn con rất đẹp lòng cha. Con tha thiết muốn được nên một với cha khi hiệp lễ thế nào, thì cha cũng muốn ban trót mình cho con như vậy. Và như một phần thưởng cho lòng nhiệt thành của con, này, con hãy tựa vào trái tim cha. Và lúc đó, tâm trí tôi đắm đuối trong Chúa như kho tàng độc nhất của mình. Qua đó, tôi nhận ra Chúa đã để một số khó khăn xảy ra, hầu người được vinh quang hơn. Số 827.
ngày 18 tháng 12 năm 1936. Hôm nay tôi cảm thấy buồn phiền vì một tuần đã trôi qua mà chẳng được ai đến thăm. Khi tôi thở than với Chúa, Người đáp lại: Cha đến thăm con hàng ngày mà vẫn chưa đủ hay sao? Tôi xin lỗi Chúa và nỗi buồn biến tan. Lạy Thiên Chúa sức mạnh của con, Chúa đủ cho con rồi. Số 828. Tối nay, tôi biết một linh hồn đang cần lời cầu nguyện của tôi. Tôi cầu nguyện tha thiết nhưng cảm thấy vẫn chưa đủ. Thành ra tiếp tục cầu nguyện thêm một lúc lâu nữa. Hôm sau, tôi biết cơn hấp hối của linh hồn ấy đã bắt đầu ngay từ thời điểm đó và kéo dài cho đến sáng. Một cách rất lạ, Chúa Giêsu đã cho tôi biết linh hồn hấp hối ấy cần đến lời cầu nguyện của tôi. Tôi cảm thấy một cách sống động và rõ ràng linh hồn đang xin tôi cầu nguyện. Tôi không hề biết các linh hồn gắn bó với nhau mật thiết thế nào. Thường là các thiên thần bản mệnh báo cho tôi biết. Số 829. Trong giờ thánh lễ, Chúa Giêsu hài đồng đem đến niềm vui cho linh hồn tôi. Thường thì không gian không còn hiện hữu. Tôi nhìn thấy vị linh mục đặt Chúa xuống. Tôi ngóng chờ ngày lễ Giáng sinh với tâm tình nao nức. Tôi đang sống trong đợi chờ cùng với Đức Mẹ rất thánh. Ôi, ánh sáng hằng hữu, đấng đến với trần gian, xin soi sáng tâm trí và củng cố ý chí để con không quỵ ngã trong những thời gian khổ đau cùng cực này. Nguyện xin ánh sáng Chúa xua tan tất cả những bóng tối nghi nan. Nguyện xin quyền toàn năng Chúa hãy hoạt động nơi con. Lạy ánh sáng tự hữu, con tín thác nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu hài đồng, Chúa là mẫu gương cho con noi theo trong việc chu toàn thánh ý Chúa Cha, vì chính Chúa đã thưa lên: Này đây, con đến làm chu toàn thánh ý Cha. Xin Chúa ban cho con cũng được trung thành làm trọn thánh ý Chúa trong mọi sự. Ôi, hài nhi chí thánh, xin ban cho con ơn này. Số 831. Lạy Chúa Giêsu của con, linh hồn con quằn quại trong những ngày thử thách, nhưng xin Chúa đừng lìa bỏ con một mình giữa cảnh tăm tối linh hồn. Tốt hơn, xin Chúa hãy giữ chặt con gần bên Chúa. Xin canh phòng môi miệng con, để hương thơm đau khổ của con chỉ tỏ ra và làm vui thỏa một mình Chúa mà thôi. Số 832. Lạy Chúa Giêsu nhân lành, Chúa đã khát khao nong nả đến nhà tiệc ly để thánh hiến bánh thánh mà con sắp được tiếp rước vào cuộc đời của con đây. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khao khát ngự vào tâm hồn con. Máu thánh sống động của Chúa hòa một với máu của con. Ai có thể hiểu được sự kết hợp đằm thắm này? Trái tim con ôm ấp trong mình đấng toàn năng, đấng vô cùng. Ôi Chúa Giêsu, xin tiếp tục ban cho con sự sống thần linh của Chúa. Nguyện biểu huyết tinh tuyền của Chúa hãy luân chuyển với tất cả dũng lực trong trái tim con. Con xin dâng Chúa trọn hữu thể của con. Xin biến đổi con trong Chúa và làm cho con có khả năng thực thi thánh ý Chúa trong mọi sự và biết đáp lại tình yêu Chúa. Ôi, đấng tình quân của con, Chúa biết trái tim con không biết ai ngoài một mình Chúa.
Chúa đã khai mở nơi trái tim con một vực sâu khát khao tình yêu Chúa không sao no thỏa được. Ngay từ giờ phút đầu tiên được biết Chúa, trái tim con đã say đắm và mất hút trong Chúa như đối tượng độc nhất của mình. Ước chi tình yêu tinh tuyền và toàn năng của Chúa hay là sức mạnh thúc đẩy mọi hành động của con. Nào có ai sẽ nghĩ đến và hiểu được chiều sâu lòng thương xót đã tuôn trào từ trái tim Chúa. Số 833. Tôi đã cảm nghiệm được rất nhiều sự ganh tị ngay cả trong đời sống tu trì. Tôi không gặp được nhiều linh hồn thực sự hào hiệp, sẵn sàng chà đạp tất cả những gì không phải là Thiên Chúa. Hỡi linh hồn, ngươi sẽ không tìm ra vẻ đẹp nào khác ngoài Thiên Chúa đâu. Ôi, mỏng giòn thay cái nền tảng của những kẻ nâng mình lên bằng cái giá người khác phải trả. Thật luống công. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta vừa cùng với nhau đọc qua Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina từ số 814 đến số 833. Số 833 chúng ta vừa mới nghe và có lẽ nhiều người cũng cảm nhận được, đó là tôi cảm nghiệm được rất nhiều sự ganh tị ngay cả trong đời sống tu trì. Ganh tị, ganh tuông, ganh ghét, nói chung là ăn bánh gato. Gato tức là ghen ăn, tức ở. Thấy người khác hơn mình là mình không chịu được. Thấy người khác nổi tiếng hơn mình, được người khác quan tâm hơn mình, được nhiều khác người chú ý hơn mình là mình không chịu được. Thấy người khác giàu hơn, đẹp hơn, tài năng hơn, mình càng khó chịu nữa. Không những sự ganh tị ấy ở ngoài thế gian, nó luôn luôn. Nhưng trong đời tu, Faustina đã cảm nghiệm được rất nhiều sự ganh tị. Và mỗi người anh chị em chúng ta, linh mục, tu sĩ hay giáo dân, hay là những anh chị em không công giáo, cũng đều cảm nhận được người với người luôn luôn có sự ganh tị. Bất kể là anh chị em ruột trong gia đình, trong cộng đoàn, linh mục, tu sĩ hay là người dân thường, cái máu hơn thua, máu ganh tị nó nằm ở trong cốt tủy con người. Cho nên Faustina thấy nói rằng là không gặp được nhiều linh hồn thực sự hào hiệp, những linh hồn mà sẵn sàng chà đạp tất cả những gì không phải là Thiên Chúa, những gì không phải Thiên Chúa dẹp. Trong khi đó ngược lại, người ta chà đạp tất cả để hơn người khác, mỏng giòn thay cái nền tảng của những kẻ nâng mình lên bằng cái giá người khác phải trả. Đạp người xuống để mình được nâng lên, nâng mình lên bằng cái giá người khác phải trả. Nói hành, nói xấu, phê phán, phê bình, rồi suy đoán, rồi kết án. Thưa anh chị em, đó là cách thể hiện sự ganh tị. Ngoài đời người ta ganh tị, việc đời ganh tị, việc đạo cũng ganh tị. Ca đoàn này ganh với ca đoàn khác vì nó hay hơn. Nhóm này ganh với nhóm kia vì họ đông hơn, hoạt động sôi nổi hơn. Người này ganh người kia vì người kia giảng hay hơn, được nhiều người khác thích hơn, được họ quan tâm nhiều hơn. Rồi họ được nhiều thành công hơn, họ được nhiều người đến hơn, là mình ganh tị, khó chịu. Cho nên Faustina nói rằng là đó là cái mỏng giòn, rất mỏng giòn của người mà nâng mình lên bằng cách là hạ người khác xuống, bằng cái giá người khác phải trả. Người sẽ không tìm được vẻ đẹp nào khác ngoài Thiên Chúa đâu. Người sợ người ta hơn mình, nhưng mà chỉ có Thiên Chúa mới là tuyệt đối. Còn mọi cái trên đời này tương đối mà. Cao nhân tắc cao nhân trị, người cao tay thì có người cao tay hơn trị mình. Không ai
là tuyệt đối nhất trên đời này. Chỉ có một mình Thiên Chúa mà thôi. Cho nên nếu anh chị em mình gặp những ganh tị, ganh tức trong đời sống xã hội, đời sống gia đình, trong đời sống cộng đoàn, đời sống tu trì, thì hãy thấy đó là chuyện bình thường của con người. Vì Faustina đã cảm nhận được rất nhiều sự ganh tị ngay trong đời sống tu trì. Cho nên cách tốt hơn hết sống lời Chúa là cầu cho kẻ làm khốn mình, tha thứ cho kẻ thù mình. Những người ganh tị, ganh tị là họ sẽ làm khốn mình thôi. Họ sẽ dập mình xuống để họ nổi lên thôi. Họ không ăn được thì họ đạp đổ thôi. Và cứ thấy mình hơn người ta là người ta khó chịu rồi. Một điểm nữa mà chúng ta thấy lần này Faustina gặp nhiều đau khổ thử thách, nằm trên giường bệnh cả tuần lễ chẳng thấy ai thăm viếng, buồn chứ, tính tự nhiên cũng buồn chứ. Nghĩa là mình đi tu, mình bỏ gia đình hết rồi, anh chị em ruột thịt bỏ hết để nhận cộng đoàn dòng tu làm gia đình của mình, và những người đi tu là những anh chị em của mình, vậy mà nằm trên giường bệnh một tuần không ai hó ngó ngàng hỏi han gì đến. Buồn quá, Faustina than với Chúa thì Chúa trách rằng là cha đến thăm con hàng ngày mà vẫn chưa đủ hay sao? Cha đến thăm con hàng ngày mà vẫn chưa đủ hay sao? Trong bí tích thánh thể mình được rước Chúa mỗi ngày. Điều mà Faustina bảo rằng là ngày hôm nay nếu mà tôi không rước được Chúa thì tôi chịu không nổi. Lạy bán hàng sống tất cả sức lực của con là nơi Chúa. Nếu không được hiệp lễ chắc con khó mà sống nổi hết ngày hôm nay. Bánh thánh là khiên thuẫn cho con. Lạy Chúa Giêsu, không có Chúa con không biết phải sống thế nào. Còn mình có Chúa là mình mệt phải sống theo thánh ý Chúa. Còn không có Chúa thì mình lại sống thoải mái là theo ý của mình. Cho nên mình cứ đi ngược với các thánh. Lạy Chúa Giêsu, không có Chúa con không biết phải sống thế nào. Thì nhiều người bây giờ, lạy Chúa không có tiền thì con sống làm sao đây? Không có người yêu thì con sống thế nào được đây? Không có quyền lực, không có chức tước, không có danh vọng gì cả, không có một chức vụ nào cả thì con sống làm sao được đây? Cứ vô danh tiểu tốt mãi suốt đời sao chịu nổi Chúa ơi? Cho nên nếu mình cảm nhận được Chúa yêu thương mình, khao khát Chúa, thì mình sẽ thấy rằng là lòng thương xót Chúa không giới hạn. Số 819. Sức mạnh lòng thương xót Chúa trên vũng sâu hư hèn của chúng con, vì Chúa không giới hạn những hành vi thương xót. Lòng thương xót Chúa diệu kỳ, khôn sánh, làm ngỡ ngàng tâm trí nhân loại và cả thiên thần nữa. Và một điểm anh chị em để ý cái này, có nhiều người quá chú trọng đến thành công, đến thành quả, đến kết quả. Nếu mà không thành công, không đạt được thì buồn, thất vọng, chán nản. Ở đây, số 822, tôi đã hiểu, cho dù chưa hoàn thành được một phần nào trong những công việc Chúa đang yêu cầu đi nữa, tôi vẫn được ân thưởng như đã chu toàn tất cả. Bởi vì Thiên Chúa nhìn vào ý hướng của tôi khi khởi sự, chứ không phải nhìn vào kết quả. Cho dù hôm nay Chúa có gọi tôi về với Chúa đi nữa, thì công cuộc đó không phải vì đó mà dang dở, không phải là không có mỡ, thì chợ không có đông, không có mỡ chợ vẫn đông, vì đó là công cuộc của Thiên Chúa. Và Chúa làm Thiên Chúa của công việc cũng như của người làm việc. Đừng nghĩ rằng mình không có mình thì không ai làm được. Đừng nghĩ mình không làm thì công việc nó bị bỏ dở. Đó là công cuộc của Chúa. Và Chúa làm chủ, làm Chúa trên công việc và cả người thực hiện công việc đó. Cho nên khi mình làm, Chúa chỉ cần duy nhất một điều là yêu thương. Tình yêu thúc đẩy, yêu đến điên cuồng. Mọi công việc chỉ là một giọt nước nhỏ bé trước mặt Chúa thôi, chẳng nghĩa lý gì đâu. Đừng hãnh diện vì ta làm được cái này, ta làm được cái kia, ghi dấu ấn này, ghi dấu ấn nọ, công trình này, công trình kia. Không, chỉ là một giọt nước nhỏ bé trước mắt Chúa thôi. Chính tình yêu mới có ý nghĩa, sức mạnh và công trạng. Tình yêu lấp đầy những vực sâu khiếm khuyết. Chính tình yêu mới có ý nghĩa, sức mạnh và công trạng. Chúa thường là thường cái đó, không phải là thành quả, mà là nỗ lực, cố gắng, vất vả, hy sinh của mình trong đó.
và nhất là tình yêu mình đặt ở trong đó. Có bao giờ anh chị em đau khổ như số 823? Tôi cảm nhận thấy những cái đau khổ của mình so với Faustina có thể chưa thấm vào đâu, đến mức độ mà tôi đã chịu nhiều đau khổ hơn bao giờ hết cả trong lẫn ngoài. Tôi không hiểu nổi vì sao trong một ngày mà lại có thể chịu đựng được nhiều đến như thế. Được tay Chúa đỡ nâng, một mình tôi chiến đấu với tất cả những khó khăn trước mắt, mà những khó khăn ấy như những bức tường không sao vượt nổi. Nhưng tôi tín thác vào quyền năng thánh danh Chúa và không sợ hãi gì. Đau khổ đến với Faustina đến mức độ mà không sao tưởng tượng lại có nhiều đau khổ như thế, mà cũng sao nghĩ là mình có thể chịu đựng được như thế. Nhưng Chúa là sức mạnh. Chúa có điểm này ta thấy hay này. Số 826: con hãy biết rằng lửa nhiệt thành của tâm hồn con rất đẹp lòng Cha. Chúa chỉ cần cái đó là tình yêu đó, là lòng hăng say, là nhiệt thành trong khi mình làm việc. Cho nên chúng tôi làm công việc loan truyền lòng thương xót Chúa hăng say bất kể ngày đêm, bất kể khó khăn thử thách, bất kể chống đối, chúng tôi vẫn cứ hăng say mà đi làm, hăng say mà đi làm công việc bác ái, hăng say mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa, hăng say mà đi phổ biến cho mọi người những tài liệu để họ biết về lòng thương xót Chúa. Và Chúa cho chúng tôi thấy rằng là lửa nhiệt thành của tâm hồn con đẹp lòng Ta. Con tha thiết muốn nên một với Ta thế nào thì Ta cũng tha thiết muốn nên một với con như vậy. Chúa tha thiết muốn nên một với mình. Mình có muốn nên một với Chúa không? Vì nên một với Chúa thì phải sống theo ý Chúa. Nên một với Chúa thì phải bỏ ý riêng của mình. Nên một với Chúa thì phải gặp những đau khổ, khó khăn, thử thách dẫy đầy. Con muốn nên một với Chúa không? Mời anh chị em thinh lặng cầu nguyện cho những bệnh nhân, vì Chúa nói Faustina là những bệnh nhân rất cần lời cầu nguyện của chúng ta. Và không lúc nào trong thánh lễ mà chúng tôi không nhớ cầu nguyện cho các bệnh nhân, nhất là trong ngày thứ ba hàng tuần. Xin Chúa cho các bệnh nhân được gặp thầy, gặp thuốc, được bình phục, được chữa lành. Mà nếu không thì xin cho họ được can đảm dừng những đau khổ bệnh tật của mình kết hợp với đau khổ của Chúa để đền thay tội lỗi nhân loại. Ta cùng đọc 10 kinh trong Chúa Kinh Lòng Thương Xót Chúa, Kinh Cầu Lòng Thương Xót của Cha, Kinh Tận Hiến cho Chúa Giêsu, Lãnh Phép Lành kết thúc. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha, đấng đầy lòng trắc ân, đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn
và sự sung phán thì quá nhiều. Con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha, bởi vì Cha là đấng xót thương. Từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bi thân vong. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thang. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mềm của chúng con, và giống như một danh y tôn, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ái Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria rất thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng thương xót của Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Tạ ơn Chúa. Chúc anh chị em được mọi sự bình an trong lòng thương xót Chúa. Mà chúng ta cùng hát bài Kính Lòng Thương Xót Chúa để kết thúc buổi chia sẻ, suy niệm và cầu nguyện Nhật ký Lòng Thương Xót Chúa Nơi Linh Hồn Tôi của Thánh Nữ Faustina, từ số 814 đến số 833. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin khắc vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con nặng vào Chúa, lòng tin khao của mỗi chúng con. Con nguyện dâng Cha là đấng cao tôn và chí thánh, mô mình con Cha đầy tâm.
tấm linh hồn và thiên tính để đến những tội tình của loài người chúng sinh. Ngài trên treo thâm hình đem ta về dòng nước tái sinh. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Chúng con đặt vào Chúa lòng.